hiện kế hoạch số 140 ngày 22 tháng 8 năm 2024, kế hoạch tổ chức tập huấn về nội dung nghiên cứu khoa học và sáng tạo khoa học kỹ thuật trong trường trung học phổ thông. Sáng ngày 22 tháng 8 năm 2024, trường trung học phổ thông Vị Thành đã tổ chức hội nghị theo kế hoạch trên, và sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video báo cáo tập huấn nghiên cứu khoa học nhé. Bây giờ là các thầy cô vui lòng kết nối wifi ạ, và mình có một tin nhỏ. Quý cô sẽ truy cập vào trang menti.com hoặc là quý cô quét mã QR trên và câu hỏi chủ đề. Ví dụ bây giờ mình có một cục bột, một bán một khoai, một mì, một gạo, một gì đó không biết, gọi là bột gì nhỏ từ một sản phẩm cung cấp, mình sẽ làm gì với đó và quý cô được quyền trả lời quý thai thoải mái trong thời gian 5 phút. Sau đó chúng ta sẽ cùng bàn luận như thế nào là khoa học, như thế nào là nghiên cứu khoa học, được chưa? Quý thầy cô đang gọi.
phục vụ này có thể nấu ăn được mà. Dạ, đây là một cái trong những nguyên liệu mềm mén của Tây Bắc à. Rồi, tìm chân tay rồi làm cái chìa khóa. Mình coi phim mà mấy ăn trộm đó là bệnh cứ vô một bộ mình ra cái chìa khóa là mở cửa để đổ chân đó. Đó, ý tưởng rất hay à. Rồi, chất phẩm phi Newton. Dạ, em không học tí, em biết nó là có thể là cái chất phẩm là được rồi. Còn Newton hay không nha mấy thầy cô chuyên môn. Rồi, câu trả lời là gì với cái cục bót á? Cục bót là cái con trí tuệ nhân tạo nha. Không biết tạo ra một cái nguyên liệu mới hay là cái bản thân 3D mặt gì đó mới lên thầy liên quái rồi biết nha. Rồi, làm màu giác. Đúng rồi ạ. Ngày xưa nếu mà thầy của mình làm gì có cái chai màu khô, hồ lỏng, bây giờ đa số là gì? Lấy màu ngạo chắc vô dán lại cái gì bao, bị dở. Đây là một trong những ý tưởng mà có thể nói là rất nổi tiếng trên toàn thế giới. Kênh hình bên trái là một sản phẩm nước uống và hiện đang phát triển thành bia luôn này, có tên gọi là New Water. Và đây là công trình nghiên cứu của Bộ Năng lượng và Tài nguyên nước của Singapore. Tất cả những chai nước người dân hiện nay đang sử dụng là lấy từ nước thải của mỗi nhà dân đổ ra ống chung sau quá trình thanh lọc và nó trở thành nước tinh khiết. Và hiện nay qua Singapore nghe nói là được uống bia cũng có tên là New Water Beer, cũng lấy từ cái nước thải sinh hoạt của mình đó. Bởi vì chúng ta biết rồi, Singapore là một trong những quốc gia giàu nhất nhưng mà cái tài nguyên hạn chế và đặc biệt là nguyên nước. Một năm thì phải lấy 70% nước nhập khẩu từ Malaysia, và sau này khi Malaysia nó tăng giá lên thì người dân Singapore tìm cách khác, đặc biệt là các nhà khoa học, người ta đã tạo ra được cái an ninh về nước rất quan trọng. Hay là một dự án rất nổi tiếng của Mỹ hỗ trợ cho Philippines, đó là dự án cái đèn mà không cần cái nguồn nhiên liệu, đó là sử dụng cái canxi carbonate của mình kết hợp với nước vô trong và một số chất tẩy rửa để nó sẽ hấp thụ cái nhiệt lượng và nó sẽ phát sáng được trong môi trường ít ánh sáng. Và hiện nay ở Sài Gòn mình đã áp dụng khoảng trên 500.000 hộ dân những khu ổ chuột bên sông Sài Gòn với những ngôi nhà lụp sụp và không có cửa mà đa số là mái tôn thì người ta cũng đang tận dụng cái này. Và nếu quý thầy cô muốn tìm hiểu sâu hơn thì chúng ta vào cái trang Quang Linh Vlog á, một cái nhân vật rất nổi tiếng trên mạng đã hiện nay đang thực hiện cái dự án này cho những cái bản làng xa xôi của người Trung Phi. Và đây là một dự án rất hay, và nếu như mà các thầy cô có học một lý khám phá được, chúng ta sẽ làm những cái vấn đề STEM rất là hay trong cái hoạt động nhà trường. Rồi, như vậy chúng ta đã nói về ý tưởng, cái góc nhìn của mình. Như vậy, để thực hiện một cái ý tưởng trở thành một cái nghiên cứu khoa học, một cái dự án khoa học và được mọi người đánh giá thì chúng ta sẽ có một cái quy trình. Và quy trình này do em kinh nghiệm nhiều năm rút kết lại nó ngắn gọn trong vòng 4 bước. Ở chúng nữa chúng ta sẽ phân tích sau. Bước đầu tiên quan trọng nhất đó là chúng ta xây dựng một cái bộ câu hỏi nghiên cứu. Vậy thì nãy khi đưa ra cái hình cầu vồng trong bản thân chúng ta sẽ suy nghĩ ở mình sẽ làm gì với nó, mình làm cái đó nó như thế nào, mình làm bằng cách nào để tạo ra một cái sản phẩm mà không tụt hàng với ai hết, độc lạ và nhiều nhất, đúng không ạ? Một chủ đề siêu vật hiện tượng quan sát chúng ta sẽ đặt ra rất nhiều câu hỏi, anh nào câu hỏi về đó, và để thì chúng ta sẽ tìm ra được cái câu hỏi nó phù hợp với mình, nhất có khả năng mình biến ý tưởng nó trở thành hiện thực nhất. Và bộ câu hỏi thì sẽ có phương pháp đặt câu hỏi chứ không phải là chúng ta hỏi trên. Và trong đặc biệt là dự án nghiên cứu khoa học xã hội, 15 điểm trên tổng thang đo 100 sẽ dành cho đánh giá duy nhất cái câu hỏi nghiên cứu của cái ý tưởng đó như thế nào. 15 điểm, 15% số điểm. Chúng ta biết cái trong cái phần thuyết trình báo cáo trước mặt chấm khảo chỉ có 35 điểm thôi. Còn công trình nghiên cứu mình, người ta đánh giá một câu duy nhất 15 điểm, đó chính là câu hỏi nghiên cứu. Sau khi có câu hỏi nghiên cứu rồi, để thu hẹp vấn đề lại thì việc quan trọng tiếp theo
xa vấn đề nghiên cứu và giúp cho cái nghiên cứu mình trở nên khoa học hơn, đó chính là xác định rõ mục tiêu. Và câu hỏi mục tiêu thì nói đơn giản thôi, mình cảm lời cho bản thân mình là mình sẽ làm cái đó bằng cách nào. Câu hỏi đơn giản là bằng cách nào. Rồi, mục tiêu nó sẽ kèm theo cái đối tượng mà mình hướng tới trong nghiên cứu. Ví dụ nghiên cứu về khoa học xã hội hành vi thì chắc chắn là các sự vật, hiện tượng, mối quan hệ tác động qua lại giữa người với người trong một cái bối cảnh không gian xã hội nhất định. Nghiên cứu về khoa học tự nhiên thì chúng ta thiết kế cái đối tượng đó, ví dụ bây giờ hiện tượng xâm nhập mặn, vậy mình quan tâm đến đối tượng nghiên cứu là gì? Là những cái nơi của thành phố Vị Thanh mình có nguy cơ xâm nhập mặn cao nhất trong cao điểm mùa khô. Chứ chúng ta không cần nghiên cứu ở vùng ngọt đâu, có thể là cái vùng giáp dùng riền Vị Thanh hay là xanh tím quả tím, thì đó là những mục tiêu chúng ta thu gọn lại. Sau khi có mục tiêu rồi, đối tượng khách thể đặt ra giả thiết, thì đối với nghiên cứu học xã hội, quý cô lưu ý là chúng ta nên đề ra một cái mô hình nghiên cứu. Vậy mô hình là gì? Đó là một cái bản nhận dạng. Ví dụ mình nhìn nhau cái đồng hồ, mình biết rằng nó chỉ thời gian bằng các cái tầng bậc giây, phút, giờ. Vậy mô hình nghiên cứu xã hội, ví dụ bạn nhỏ hãy nói về cái áp lực của học sinh, đúng không ạ? Vậy cái mô hình của mình, những thành tố nào tác động đến việc tạo áp lực cho bản thân mình trong quá trình mình tham gia, ví dụ sức ép phải học giỏi từ phía gia đình, tự bản thân mình cố gắng học để bằng bạn bằng bè. Thứ ba, môi trường hiện nay không học giỏi quá trình nó mốt ra không có xin được việc làm. Thứ tư, học cái gì và học với ai luôn là điều trăn trở của từng bạn nhỏ, đúng không ạ? Ngay cả con bây giờ mà đi học thêm cũng phải chọn thầy. Học với bạn cũng phải chọn nhóm nào mạnh, có nhiều ý tưởng, chứ không phải vô đó thảo luận hai ba câu xong mở ra đúng liên minh kẹt kẹt thì cuối cùng lên không có bài báo cáo trên cô chỉ đã luôn, đúng không? Nha các bạn nhỏ. Vậy đây cái mô hình nghiên cứu là các bạn nhận dạng mình sẽ làm cái gì trong cái thời gian đó với đối tượng đó. Và khoa học xã hội không đề xuất được mô hình thường sẽ không được đánh giá cao về cái cách khoa học. Và trong cái tài liệu mình gửi tặng quý thầy cô thì có những hướng dẫn để đề xuất mô hình như thế nào để quý cô đọc thêm. Và cuối cùng, đây là điều quan trọng nhất và chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi thực hiện một dự án nghiên cứu. Có đối tượng, có mục tiêu rồi, đúng không ạ? Đề ra mô hình rất là ok đó mày. Tuy nhiên, xác định cái phương pháp nghiên cứu như thế nào, kỹ thuật nghiên cứu nó có phù hợp với cái đối tượng và mục tiêu mình đề ra hay không. Nếu chúng ta không xác định chính xác thì có hai khả năng. Thứ nhất, kết quả không có, làm mấy tháng trời, gần 12 tháng chuẩn bị báo cáo, chưa vô thực toán, xử lý dữ liệu không ra một cái kết quả, hoặc nó ra kết quả đó không phù hợp với cái mục tiêu mà mình đề ra từ lúc ban đầu. Cái thứ hai, có thể phương pháp đúng nhưng kỹ thuật phân tích dữ liệu sai thì nó cho kết quả như chỗ khác. Ví dụ so sánh giữa hai nhóm học sinh, một nhóm là sống cùng cha mẹ và một nhóm chỉ sống với ông bà và cha mẹ là bằng sang. Nếu chúng ta không đưa ra cái thang đo để đánh giá theo quá trình đầu vào thực nghiệm đó chính, thì khi phân tích kết quả chúng ta sẽ không biết được so sánh phương sai theo cặp, theo nhóm, hay là phải phân tích nhân tố để biết rằng đặc điểm nào dẫn đến việc học sinh mà sa sút học hoặc là có những cái hành vi không đúng trong yêu cầu nhà trường. Vậy thì chúng ta sẽ không ra được kết quả nghiên cứu và điều này sẽ làm nản lòng cho những người nghiên cứu. Lúc đó không biết sửa như thế nào, phải xây dựng cái thang đo tốn mấy triệu bạc tiền giấy in, tốn gần một tháng trời chạy lại dữ liệu, nhập liệu, là lúc đó bao giờ chúng ta sẽ không kịp thời gian. Và thường dẫn đến gì? Nản chí. Lúc đầu chúng ta sẽ có những sự háo hức rất lớn, chúng ta sẽ làm để phục vụ cộng đồng, làm để bản thân phát triển, nhưng cuối cùng kết quả nghiên cứu không ra rất nản chí. Và đối với các bạn học sinh chưa trải qua những cái kinh nghiệm thương đau thì có thể là gì? Bỏ cuộc luôn, bỏ trốn luôn, khỏi thầy cô luôn, không bao giờ chúng ta học được bé đó đâu mày, giờ học hết rồi, đúng không? Trên lớp bắt buộc phải đi học rồi, nhưng mà tới lúc kêu vô, ê báo cáo kết quả cho cô nghe con, chờ con chút xíu đi cũng tìm, đúng không ạ? Sẽ có
có những trường hợp phát sinh như thế. Này, dựa trên 4 cái hoạt động chính của một cái dự án nghiên cứu thì bây giờ mình phân tích thêm để thấy rằng đối với hoạt động nghiên cứu khoa học của Hậu Giang mình, đặc biệt là trong cái hội thi khoa học kỹ thuật và sáng tạo thanh niên, người ta chấm bằng tiêu chí nào, thì đây là bộ tiêu chí của Sở Dục đưa ra. Và khi quý thầy cô sau này hướng dẫn các bạn nhỏ làm hoặc là các bạn tự làm thì phải bám vào bộ tiêu chí này để gì? Chắc khoa học có thì đánh giá cũng cao. Như nãy mình nói từ đầu, đặt câu hỏi làm gì? Thì bây giờ trong cái dự án đánh giá theo cái hội thi khoa học kỹ thuật tỉnh, câu hỏi rõ ràng xác định được mức đóng góp, và đặc biệt câu hỏi phải được đánh giá bằng phương pháp khoa học 15 điểm, đúng không ạ? Nếu như chúng ta đặt câu hỏi sơ sài và nó không chạm vào cái mục tiêu nghiên cứu, nó không có tính mới, không có tính khả thi, thì chúng ta mất 15 điểm này. Và cơ hội để chúng ta đạt được cái giải số rất khó. Tiếp theo là 10 điểm về thiết kế và phương pháp. Vậy đối với thầy cô chúng ta định hình lại trong cái biến sáng kiến nghiệm, đúng không ạ? Sẽ có những trường hợp này, mình sẽ đề ra cái mục tiêu sáng kiến ngay từ đầu học, chúng ta báo này dựa vào những kinh nghiệm trước, dựa vào quan sát, dựa vào người ta hỏi. Cách thứ hai, trong quá trình làm hãy suy nghĩ tưởng viết sáng kiến luôn. Có thể là tháng 9, tháng 11 là mình hãy suy nghĩ tưởng mình viết luôn. Và cái trường hợp phần nhiều sẽ rơi vào là gì ạ? Cuối năm học, sau khi có được một số kết quả thấy ổn ổn, bắt đầu có thể mình sẽ nghĩ tới việc viết sáng kiến, đúng không ạ? Và lúc này mình sẽ làm ngược quy trình là gì? Lấy kết quả để chuyển dịch lại mục tiêu đối tượng phạm vi nghiên cứu đặt trong khởi nghiên cứu, cuối cùng mới đưa ra cái tên sáng kiến thực nghiệm. Và chúng ta sẽ làm quy trình ngược như thế. Và cuối cùng, đôi khi dữ liệu có rồi nhưng mà thầy cô đặt cái tên sáng kiến lại là một sự khó khăn càng lớn hơn. Bởi vì áp lực số liệu đó mình sẽ đặt tên như thế nào để hấp dẫn, để hay, để người ta đọc vô ta biết mình làm cái gì. Vậy chúng ta không thể đi theo quy trình ngược, mà đã là khoa học đã hướng dẫn các bạn nhỏ nghiên cứu, chúng ta phải có một cái bản thiết kế. Giống như bây giờ may áo đi, chắc chắn mấy ông nam thì dễ, áo sơ mi chỉ có hai cái tay cái cổ là được, bao nhiêu nút không quan trọng, phải không? Yêu cầu che được bộ phận bên trong của mấy ông nam là được. Nhưng mà ngược lại nữ, giờ may cái đầu, may áo dài thì mỗi người lại có một cái kiểu khác nhau, nó dựa vào hình dáng, nó tô màu lên cái nét đẹp của cá nhân mình. Lúc đó cái bà thợ may khéo hay không nó quan trọng, nhưng mà mình phải gì, góp ý này nọ mọi thứ. Tôi phải may kiểu này nè, đó vậy nè, tại vì bà xã nhà mình dài nhất, rồi rất nhiều cái khách hàng đến và đề nghị làm cái kiểu đó thì bà xã phải tư vấn, và cuối cùng là gì, thống nhất mới làm, đúng không ạ? Chứ không thể nào áo dài mới đầu may cái cổ tròn mà bây giờ chuyển qua cổ bông rồi lấy giải đầu đắp vô, tại vì em nhà cũng coi kéo lắm nay rồi. Thì nó như vậy, mình phải đưa ra một cái bản kế hoạch và cái phương pháp chi tiết ok rồi thì mới làm được. Và đặc biệt các bạn thu thập dữ liệu này là không biết không? Rồi, cái cây này đi rồi. Cây này giống là thầy gần cách xa trời. Dạ, áo phần 3 thu thập dữ liệu. Đối với bên khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, dữ liệu thu thập chỉ là một phần nhỏ trong cái sản phẩm làm ra. Thí dụ nhớ cách đây mấy năm chỗ dự án của ái không anh, mình làm về cái camera web ấy. Camera web ví dụ mà bỏ xin để xe đó, thì dữ liệu thu thập mình chỉ cần những cái trường hợp điển hình như thế mà còn này hết. Thì khoa học kỹ thuật rất nhẹ cái vấn đề thu thập dữ liệu, nhưng những người làm bên khoa học xã hội hành vi liên quan con người thì cái dữ liệu thu thập là cả một cái kỳ công. Em lấy ví dụ bây giờ nhà trường mình đầu năm muốn khảo sát xem học sinh lớp 10 cái nhu cầu các con có muốn đăng ký vào cái lớp theo nguyện vọng môn học. Nhưng mà trường mình thì thường là do những cái điều kiện đề xuất là 10 ông 1 là các tổ học môn này, 10 ông 11 19 cái tổ học này. Đôi lúc các con nó vẫn không có vừa lòng nó, nhưng mà bắt buộc nó phải chọn, không chọn lấy gì lớp đâu học. Vậy mình có thể khảo sát cái mức độ hài lòng sau khi con chọn tổ môn học hay không?
cuối cùng là sau khi chúng ta có một cái bộ dữ liệu, cái cách thiết kế, thì quan trọng nhất là chúng ta dùng cái phần đó để phân tích. Ở dự án khoa học xã hội hành vi, nhiều thầy cô nói chúng ta sẽ làm có thể không cần cái phân tích cái dữ liệu toán số tích dẫn cho kết quả. Tuy nhiên, nó ở bản dạng dự án là mô tả giải thích thì khó lắm và đạt giải cao trong tỉnh như các quốc gia. Bắt buộc chúng ta phải áp dụng toán và đặc biệt là toán xác suất thống kê vào. Và điều này sẽ gây rất nhiều khó khăn cho chính chúng ta, bởi vì ngày xưa chúng ta biết rồi, học toán xác suất thống kê là cả một cái ngọn núi lớn lên trượt xuống chứ không phải là đi hay là leo, mà gọi là đất. Em thì học toán xác suất thì xưa biết rất nhiều lần đúng không ạ, và rất khó. Và những con số đó để giải thích cho trò hiểu và đảm tự luôn không thích thì cả một cái hành trình dài cũng là tiếp cận không. Và quý cô nhớ một điều, ở đây nó có một cái tiêu chí 15 điểm, đó là tiêu chí về tính sáng tạo. Tính sáng tạo như thế nào ạ? Không thể nào mình nói là cái nghiên cứu mình là mới hoàn toàn, bởi vì tất cả những kiến thức hiện nay mình có hình như là nhân loại người ta đã công bố hết rồi. Vậy mình sáng tạo ở đâu mới đâu? Ví dụ trong cách tiếp cận vấn đề, trong cách tổ chức hoạt động thực nghiệm, trong cách tổ chức các hoạt động đánh giá và đối tượng, hoặc trong cách phân tích dữ liệu cho dân, thì những cái tiêu chí đó mình đề ra trong kịch bản mình để ta nói rằng câu dự án mình có tính sáng tạo hay không mới. Còn nếu như người ta đọc nguyên cái công trình nghiên cứu mình 14 trang giấy công tác summary mà người ta không phát hiện ra vấn đề mình mới chỗ nào qua sáng tạo, thì thường thang điểm là mình mất luôn 10-15 điểm nữa. Như vậy thì nguy hiểm nha, mình sẽ không thay đổi được. Và nếu như quý cô tìm trên mạng có một cái nghiên cứu của thầy, các thầy cô hỗ trợ cho trường Trung học Thông Yên Tâm đạt giải nhất khoa học xã hội hành vi năm 2021-2022, là cái nhóm học sinh lớp 11 là một cái mô hình rất hay, là tư vấn pháp lực cho học sinh trong nhà trường tránh những cái hành vi vi phạm pháp luật. Và các bạn đề ra mô hình là 6 tháng trời rất là hay luôn nha. Và mỗi một cái dự án hoạt động các bạn sẽ đánh giá mức độ hiệu quả luôn. Đây, bây giờ mình sẽ đi chi tiết vào từng nội dung mà nãy chúng ta trao đổi với quy trình đúng không? Bây giờ có câu hỏi nhỏ thay cho lời giải lao luôn ha, giải lao tại chỗ ha. Và mời quý cô nhìn vào màn hình ạ, một tấm bằng mà sưu tầm và được dựng lại. Đây lấy cái báo nước ngoài về dựng lại. Rồi câu hỏi như sau, bây giờ hỏi vô bên đây theo công, giờ quý cô phải trả lời cho em luôn MCD luôn đi, mình tương tác trực tiếp luôn. Cái ông bên trái lúc quá thì biết tiền, nhìn này tôi đã tìm được cái gì này, tôi không biết cái gì này. Oh no. Thì năm anh chị còn lại đang ngồi uống kem liên minh mới giật mình. What's your shit? Ồ, nó làm gì ta? Ông đầu tiên hỏi câu hỏi này có giá trị mà. What's your shit? Cái này làm gì ta? Câu hỏi này có giá trị mà lại bản thân